Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 chiều nay, thứ ba ngày 13 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị thông báo kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa 13, học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và thông tin tình hình thời sự trong nước quốc tế cho gần 3.900 đại biểu từ cấp tỉnh đến cấp xã tại 16 điểm cầu trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trực tiếp truyền đạt những kết quả cốt lõi của hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị giữa nhiệm kỳ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dự báo bối cảnh tình hình mới để đề ra những chủ trương quyết sách lớn cần thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, cấp ủy các cấp cần thực hiện tốt việc sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội các cấp giữa nhiệm kỳ gắn với lấy phiếu tín nhiệm các chức danh theo quy định. Cả hệ thống chính trị phải đồng lòng thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Cần sớm đưa Trung tâm Điều hành Thông minh IOC tỉnh Hưng Yên đi vào hoạt động chính thức. Đây là yêu cầu của các đồng chí thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên khi đến thăm cơ sở này đang hoạt động thử nghiệm tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh. Trung tâm Điều hành Thông minh IOC Hưng Yên giúp thu thập, phân tích phản ứng nhanh chóng, chính xác trước các thông tin về sự cố hạ tầng kỹ thuật, hành chính công, giao thông, trật tự đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, đồng thời tạo công cụ giám sát xử lý dữ liệu, tổng hợp chỉ số phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo thời gian thực, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo hướng tới phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở tỉnh Hưng Yên. Theo kế hoạch, tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai xây dựng một trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh và 10 trung tâm cấp huyện. Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Hưng Yên dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 26 tháng 6 năm 2023. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp giải quyết một số nội dung trong công tác giải ngân, bố trí vốn và phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên. Thời gian thực hiện giải ngân, bố trí vốn và phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án giai đoạn này là rất gấp. Các địa phương đã có kiến nghị để rút ngắn quy trình thủ tục, chi trả tiền đến dân nhanh nhất mà vẫn đảm bảo quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đề nghị 4 huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu và Yên Mỹ cần khẩn trương ra quyết định phê duyệt bồi thường tổng thể đất nông nghiệp trên địa bàn làm căn cứ để kho bạc nhà nước tỉnh cho phép chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên chuyển kinh phí về các địa phương thực hiện công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân. Sở Giao thông Vận tải và các sở ngành liên quan hướng dẫn các huyện vận dụng, hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định, quy trình tạm ứng và thanh toán theo một mẫu chung thống nhất. Trong khi các địa phương đang quyết liệt ngăn chặn xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thì trên địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, thời gian gần đây đã có phát sinh vi phạm mới. Công trình vi phạm do gia đình ông Chu Văn Phương xây dựng ký ốt nằm trên đất bờ kênh, hành lang công trình thủy lợi của kênh Sung thuộc địa phận thôn Chợ Cầu Ván, xã Vĩnh Khúc. Ngay sau khi phát hiện sự việc, doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Khúc làm việc và hai lần lập biên bản vi phạm yêu cầu gia đình ông Phương dừng thi công và trả lại hiện trạng ban đầu vào các ngày 25 tháng 5 và 1 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, vào thời điểm phóng viên ghi hình ngày 12 tháng 6 năm 2023, công trình không những chưa được xử lý mà còn xây dựng cơ bản hoàn thiện xong vật thô, lập ngói kiên cố. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Từ ngày hôm nay 13 tháng 6, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Nghi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành, lưới điện miền Bắc có thêm 20 triệu kWh mỗi ngày, áp lực thiếu điện ở khu vực này sẽ giảm. Theo đó, từ ngày hôm nay, tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã hoàn thành việc khắc phục sự cố, sẵn sàng vận hành, cung cấp thêm 7 triệu kWh mỗi ngày cho lưới điện miền Bắc. Cùng với đó, tổ máy F2 nhiệt điện dầu khí Thái Bình 2, sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, cũng đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc đạt khoảng 13 triệu kWh trên ngày. Trong 5 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các sở y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và y tế các bộ ngành về việc tăng cường phòng chống.
Theo đó, để hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong do bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị kiểm tra đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và vật tư y tế, tăng cường công tác theo dõi người bệnh tay chân miệng đang nằm điều trị nội trú, đặc biệt trong ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần, để phát hiện điều trị kịp thời khi ca bệnh có diễn biến nặng lên, phát hiện sớm, tổ chức hội chẩn và chuyển tuyến kịp thời khi người bệnh có diễn biến bất thường. Liên quan vụ tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu tại tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh này đã có thư kêu gọi toàn dân bình tĩnh và không tin, không nghe kẻ xấu thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Nội dung thư kêu gọi nêu, ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh Đắk Lắk cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân đã khẩn trương truy bắt các nhóm người gây ra vụ việc, ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi hỗ trợ các gia đình có người tử vong, bị thương. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kêu gọi nhân dân không đăng tải chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động. Các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. Liên quan đến vụ đề thi toán in mờ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội, sau quá trình rà soát và xác minh, Hội đồng thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kết luận đề thi không sai sót về nội dung, nhưng một số đề bị mờ do mực in không rõ, dấu gạch ngang bị đứt quãng khiến thí sinh hiểu nhầm. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hội đồng ra đề thi bổ sung thêm đáp án với trường hợp bị nhầm đề do mực in không rõ. Như vậy, các thí sinh hiểu nhầm đề vẫn được chấm và chấp nhận đáp án nếu đúng. Nhằm chuẩn bị cho triển lãm mỹ thuật khu vực 2 đồng bằng sông Hồng lần thứ 28 năm 2023 diễn ra tại tỉnh Hưng Yên, vừa qua Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên tổ chức trại sáng tác mỹ thuật tại tỉnh Sơn La và Hòa Bình. Tham gia trại sáng tác có hơn 20 hội viên ban mỹ thuật thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên. Vào cuối tháng 8 tới, tỉnh Hưng Yên sẽ đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực 2 đồng bằng sông Hồng lần thứ 28 năm 2023. Vì vậy, trại sáng tác lần này có ý nghĩa khuyến khích động viên các họa sĩ trong tỉnh sáng tác những tác phẩm hội họa có chất lượng nghệ thuật cao để tham gia triển lãm. Tiếp tục với phần tin quốc tế. Theo kết quả của một cuộc thăm dò mới đây sau khi ông Trump bị truy tố, 81% đảng viên Cộng hòa cho biết các cáo buộc chống lại ông mang động cơ chính trị. Các cáo trạng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không làm thay đổi đáng kể quan điểm của người Mỹ về ông. Cụ thể, 62% số người được hỏi, bao gồm 91% đảng viên Đảng Dân Chủ, 35% đảng viên Đảng Cộng Hòa cho rằng ông Trump đã lưu trữ bất hợp pháp các tài liệu được phân loại tại tư gia ở Florida. Tuy nhiên, 81% đảng viên Cộng Hòa cho biết các cáo buộc chống lại ông Trump mang động cơ chính trị. Những thông tin liên quan đến cáo trạng của ông Trump dường như không ảnh hưởng đến chỗ đứng của ông trong cuộc cạnh tranh đề cử tranh cử Tổng thống năm 2024 tại Đảng Cộng Hòa. Ông tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách khá xa so với các ứng cử viên có thể đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống. Công ty điện lực Tokyo vừa bắt đầu vận hành thử nghiệm hệ thống xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Trong kế hoạch vận hành thử nghiệm lần này, công ty điện lực Tokyo TEPCO sử dụng nước sạch để kiểm tra hoạt động của các hệ thống bơm và các tính năng xử lý trong trường hợp bất thường xảy ra. Dự kiến thời gian hoàn thành thử nghiệm là vào nửa cuối tháng 6 này, trong đó bao gồm cả hoạt động kiểm tra của Ủy ban Quy chế Năng lượng Nguyên tử của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản chủ trương bắt đầu xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố báo cáo đánh giá tổng hợp về kiểm chứng tính năng an toàn trong kế hoạch xả thải của TEPCO. Cuối tuần qua, một ngày hội xe đạp đã diễn ra ở thủ đô Paris và thu hút sự tham dự của khoảng 3.000 người dân thủ đô Paris và các vùng lân cận. Ngày hội đạp xe với chủ đề Hội tụ vùng Paris năm 2023 diễn ra vào ngày 11 tháng 6 ở thủ đô Paris của Pháp và các khu vực lân cận nhằm tôn vinh văn hóa đi xe đạp, góp phần nâng cao sức khỏe và bảo vệ môi trường. Các nhà tổ chức mong muốn biến sự kiện thành một màn biểu dương lực lượng, khuyến khích người dân sử dụng nhiều hơn các phương tiện thân thiện với môi trường và kêu gọi các nhà quản lý lưu tâm đến xe đạp trong việc phát triển không gian công cộng để mọi người đều có thể đi xe đạp một cách hiệu quả, dễ chịu và an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.